chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi dân IT mình là Eric thì trong video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt thành công thư viện React JS lên nói cách khác là chúng ta đã cài đặt thành công React JS framework chính là cái framework để chúng ta xây dựng một website đối với thằng React thì như các bạn nếu như các bạn cài đặt thành công ấy thì chúng ta sẽ lên được cái trang Hello World này thì trong video này chúng ta sẽ bắt đầu tập, tập trung tìm hiểu các concept chính tức là các khái niệm chính của React JS thì mục đầu tiên chính là Hero World thì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt thành công thì ở đây trong mục này có gì mình sẽ gọi là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu được cái logic của cái project mà chúng ta vừa cài về hay nói cách khác chúng ta cài đặt lên thì gọi là người ta có câu là behind the scene ấy nói ra tiếng Việt của mình tức là phía sau màn ảnh ấy thì nó đã làm gì cho chúng ta thì đầu tiên nhé các bạn có thể để ý là chúng ta vừa sửa cái file là app.js này cái file app.js này chúng ta đã export nó ra đối với thằng JavaScript ấy. Các bạn muốn sử dụng một function hay các bạn muốn sử dụng một component thì các bạn phải export nó ra thì chúng ta mới có thể sử dụng ở các nơi khác được. Thì chúng ta có một file khác, đấy chính là cái file index.js. Thì trong file index này nó gọi lại cái hàm của chúng ta. Nếu như các bạn mà giữ control control nhé, phím control sau đó các bạn click vào thì nó sẽ nhảy sang cái file này của chúng ta thì hay nói một cái khác là cái file index.js nó gọi đến cái component của chúng ta là cái component app này thì cái file index này nó dùng ở đâu thì các bạn có thể để ý là trong cái file public này này trong cái thư mục public chúng ta không bao giờ sửa cái thư mục public này nhá thì chúng ta sẽ có một cái file là index.html thì trong cái index.html ấy chúng ta có một cái div nó có cái id là root này thì trong cái thằng index.js đấy chúng ta có một cái là document get element by id này thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ tiêm hay nói cách khác là có một cái từ chúng ta viết ra là injection tức là cái từ tiêm này ấy, hay nói cách khác là nó cấy vào nó cấy vào trong cái deep của chúng ta nói một cách nôm na là ban đầu ấy khi các bạn chạy ứng dụng của chúng ta thì nó chỉ có mình một cái deep này thôi tuy nhiên sau khi mà nó load các file javascript lên thì nó bắt đầu là nó gen động của chúng ta bắt đầu nó gen component app của chúng ta vào thì ban đầu khi chúng ta gen lên cái đống này này, nó là một trang trắng tinh. Sau đấy là nó sẽ nhét cái component app của chúng ta vào trong này. Thì đấy là cách thằng thằng React nó render. Thì làm sao thằng React nó render được? Nó render được bởi vì chúng ta sử dụng các thư viện. Nếu như các bạn mở cái node module lên ấy thì các bạn có thấy là đầu tiên là cái Babel này này. Cái Babel này là giúp chúng ta sử dụng các cú pháp của các phiên bản JavaScript khác nhau, ví dụ ES5, ES6 vào đây này các bạn sẽ phân biệt ví dụ chúng ta sẽ kiểu va và let, đấy là hai version javascript khác nhau. Thì trong các video tiếp theo thì mình sẽ nói sâu thêm về cái này. Tiếp theo nữa là chúng ta có một thư viện khác rất chi là quan trọng, đó chính là để mình kéo xuống cuối cùng đó chính là webpack. Nếu như bạn nào chưa biết thì các bạn có thể hình dung là khi chúng ta code uh, javascript ấy, thì chúng ta có khá chi là nhiều code thì thằng webpack ấy nó giúp nén lại đồng thời là nó tối ưu hóa code của chúng ta đi thì khi vậy khi chúng ta build lên đấy đây chính là webback cái thằng này thì khi chúng ta build lên server ấy thì project của chúng ta sẽ chạy nhanh hơn các bạn thể sẽ có thể search google từ khóa này này webback thì các bạn sẽ ra ngay nó có một cái trang rất triển nổi tiếng của nó đây các bạn hình dung này chúng ta có rất nhiều file đúng không thì chúng ta nén vào một cái hộp thì nó sẽ ra cho chúng ta tối ưu hóa lại các file thôi thì đấy là thằng webback thì đấy là behind the sinh mình đã giải thích gọi là sơ lược qua cấu trúc của cái project của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái file app này lên thằng file app này thực chất nó chính là một cái component thôi Thì để dễ dàng hơn thì mình sẽ tạo một cái thư mục mới Có tên là component đi Để cho nó phân biệt cho nó dễ này Component mình thêm S chẳng hạn Đấy, thì sau này chúng ta sẽ viết Component vào trong này Thì chúng ta sẽ mở lại document của thằng React này Thì sau khi nó nói về cái mục Hello World này Các bạn có thể đọc trên này nhé Thì mình đã giới thiệu qua Trên này thì nó không giải thích các gọi là nó không giải thích gọi là cấu trúc thư mục cho các bạn đâu thì đối với thằng react ấy thì khi các bạn tải về ấy, thì nó không hình dung ra hay nói cách khác là nó không tạo cho chúng ta một cái sườn của một project thì các bạn sẽ phải tự tạo sườn của các project cho các bạn các bạn muốn nhét cái file app này ở đâu này hay cái nói cách khác là các bạn muốn thêm thư mục rao hay hay các thư mục các bạn muốn thêm ở đâu thì các bạn sẽ phải tự tạo hết nhé thằng react nó không làm cho chúng ta đâu thì là đấy là cách chúng ta ở đây thì mình lại cần z nó rồi thì mình sẽ tạo lại cái thư mục component này component Đấy, cách chúng ta tạo project với thằng React thì chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm tiếp theo đó chính là cái JSX. JSX là gì? Thì uh, như các bạn hình dung ấy, đối với chúng ta mà sử dụng các um, các thư viện khác hay nói cách khác là các framework khác ấy thì chúng ta chủ yếu làm việc với HTML thôi. Đối với thằng React ấy, nó hoàn toàn ngược lại. Bạn nào đã học qua VueJS hay các bạn học qua Angular ấy thì các bạn sẽ thấy là thằng React nó không giống thằng Vue mà nó cũng không giống thằng Angular. Nó thích mình nó một kiểu cơ nó khác hẳn luôn thì chúng ta sẽ có một khái niệm là JSX các bạn hình dung là chúng ta sẽ viết JavaScript bên trong luôn thằng HTML này chúng ta không phân biệt giữa HTML và JavaScript nữa chúng ta gọi là trộn lẫn hai thằng làm một thì ở đây thì chúng ta sẽ có là nó có giới thiệu cho chúng ta này đây là cách nó viết này đây là nó viết theo kiểu của es 6 này thì nó sẽ viết như thế này thì mình giờ sẽ gọi là khi các bạn hình dung nhé các bạn viết trong JavaScript nó sẽ như thế này này các bạn hình dung là một function nhé nhưng bạn có thể là trả về một html thì như vậy chúng ta gọi là jsx một cái một cú pháp viết mới của chúng ta thì để cho dễ hình dung này thì mình sẽ viết lại cái component này mình sẽ viết thêm một component khác nhé các bạn chỉ hình dung là một component đấy nó là một khối deep thôi nó đơn giản là một khối deep khi chúng ta làm thằng react ấy nó có một cái key concept đó chính là các bạn phải nghĩ theo kiểu thằng react thinking in react ấy nó sẽ có một cái topic này thì các bạn sẽ đọc cái này nhá bạn nào mà tiếng anh chưa tốt đấy các bạn có thể translate cái này ra thì như các bạn có thể hiểu ấy thì đối với thằng nó nói cách mình nghĩ trong react ấy khi chúng ta làm một ứng dụng nào ấy thì như thằng react thì nó làm facebook chẳng hạn thì các bạn hình dung facebook ấy nó sẽ có một cái thanh tab ba cái thanh đầu tiên các bạn là thanh search đầu tiên này có một thanh search này một cái thanh notification các kiểu thì nó chia ra search là một component notification ấy, notification là một component tất cả đấy nó sẽ chia nhỏ website ra thành các component thì việc chia nhỏ các component thì giúp các bạn có thể tái sử dụng code cũng như quản lý code một cách hiệu quả hơn thì đấy là thằng react thì ở đây thì mình sẽ viết một component nhé các bạn sẽ quay trở lại đây mình sẽ tạo trong thư một component đây này, này mình tạo một cái file mình nhấn vào đây tạo file nhé thì mình sẽ tạo là eric component nhé component này đấy mình sẽ tạo các bạn lưu ý là đuôi của chúng ta sẽ là chấm js nhé tại vì chúng ta viết javascript mà thì đây thì chúng ta sẽ làm gì đầu tiên là mình sẽ định nghĩa một class tên là tên là eric 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 component này component này thằng này sẽ phải extend cái gì cái extend thằng component thằng react ấy, thằng react nó sẽ có extend cho chúng ta nó sẽ có một cái gọi là component thì ở đây nó không biết được thằng component ở đâu thì mình một điểm mình không thích của thằng Visual Studio Code ấy. nói chung là nó khá là ngu so với mình sử dụng ví dụ mình dùng thằng Webstorm chẳng hạn đây này thì nó đã tự động import thằng component này cho mình rồi thì như bạn nào chưa biết cú pháp nhé thì mình sẽ mở lại cái tài liệu của thằng React này này mình thì tường copy paste thôi chứ ai đi viết tay bao giờ nữa đâu thì các bạn có thể thấy đây nó sẽ dùng như thế này class extend này này chúng ta sẽ viết theo kiểu này cho dễ. còn uh, khi chúng ta dùng phiên bản mới hơn đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái gọi là arrow function đấy. thì uh, class mũi tên đấy, thì mình sẽ giới thiệu các bạn viết kiểu đấy sau. mình sẽ copy ý nguyên lại thôi. mình sẽ paste xuống đây nhé. đấy, các bạn sẽ thay cái tên này thành cái này. mình sẽ thay vào thôi. đơn giản thôi tại vì mình lười viết cái này quá. thì nó muốn biết được cái thằng react ấy, chúng ta phải import thằng react vào. mình nhớ không nhầm là các bạn sẽ phải viết là đây mình sẽ gọi là render a component này cái này nó chưa có đấy đâu các bạn sẽ trên này là nó có đâu có một cái feed đồ tức là chúng ta có thể chạy code được online ở đây các bạn sẽ là try on code band này các bạn nhấn vào đây thì chúng ta sẽ chạy code online luôn các bạn chờ một chút này welcome html css document.root à nó không có phần import nhỉ cái này viết hơi sai đấy mình quay lại thằng app nhé thì thằng app cũng không import gì chắc thằng này sẽ import Thằng này cũng không import gì luôn Bọn này khá chi là ảo nhỉ Thì mình sẽ search Google cái này thôi Thực sự là mình cũng không nhớ đâu Form này Import Nếu mà nó sai nó sẽ báo lỗi thôi Import React thôi Chúng ta phải import như thế này React đấy Form này Đấy như thế này xem nhé Mình click vào đây xem có ra gì không Nó không ra một cái gì luôn Mình sẽ vào thằng React xem nào nó sẽ export thằng uh, react. Đây nó sẽ export. À thì, thì, thì chúng ta hình như là không phải dùng cả hai cái dấu nháy này rồi. Nếu mình uh, nhớ không nhầm. Mình click vào. Đấy nó sẽ ra bên này. Nếu chúng ta chạy báo lỗi thì chúng ta gọi là chúng ta biết thôi, tức là chúng ta bị lỗi rồi. Ví dụ này, Hello Eric này. Mình sẽ viết như thế này. Hello Eric này. Ở đây thì chúng ta muốn sử dụng được cái component này thì chúng ta bắt buộc phải export thôi export nhé default tức mặc định là Eric component đấy mình sẽ export cái này ra rồi đây là một cái component đầu tiên của mình nó đơn giản là nó chỉ hiện tên mình ra thôi thì mình sẽ lưu lại nhé thì để sử dụng cái component này ấy, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái file gọi là chúng ta sẽ quay trở lại với file app này này đấy mình sẽ import thằng này vào thằng component vào thì import nhé đối với bạn nào mà chứ ra chúng ta không sử dụng cái câu lệnh mà require tức là chúng ta không sử dụng này nhé cái này là cú pháp của phiên bản ES5 ấy tức là nó cũ rồi mình sẽ sử dụng phiên bản là ES6 là import luôn cho các bạn dễ sử dụng này thì đây nhé các bạn sẽ dùng hai dấu chấm để chúng ta sẽ back các bạn hình dung này hai dấu chấm ấy, thì nó sẽ back lùi lại thì đấy các bạn sẽ thấy là thư mục của chúng ta back lùi lại không tại vì là cái thư mục của chúng ta chúng ta đang ở cái file app.js này này chúng ta back lùi lại đấy nó sẽ gọi là nó cung cấp này nó sẽ nhảy đến thư mục src tức là thư mục src uh, không thì các bạn nhấn ctrl cách nó sẽ gợi ý không gợi ý gì đúng không thì chúng ta đấy chúng ta sẽ gọi là tìm cái thư mục src này đấy sau chúng ta đến thư mục common sau đấy chúng ta đến eric common đấy là chúng ta đã import này thì chúng ta sẽ import cái gì chúng ta sẽ import cái này from from cái này thêm dấu vào như thế này đấy cái này nó đang bao lỗi tại vì mình thừa một dấu chỗ này rồi để biết chính xác hay chưa chúng ta sẽ click vào cái này thôi nếu mà nó ra được cái component của chúng ta tức là chúng ta đã import chính xác rồi thì đối với một thằng component ấy thì tương tự như cái các bạn học khi các bạn mà gọi là khi các bạn học angular ấy thì chúng ta vẫn hay là react chúng ta vẫn sử dụng cú pháp như thế này đây là gọi là short form nếu mà các bạn dùng chính xác ấy, thì nó sẽ như thế này chúng ta phải là eric component chúng ta sẽ phải có cái dấu gạch chéo cuối cùng này như thế này thì gọi là gọi là đầy đủ này tuy nhiên là mình rất lười viết kiểu như thế này thì nó rất cái rất chỉ là dài thì chúng ta sẽ thêm một cái mình tên chúng ta thêm một cái sạc ở dưới là sao đây nếu mà mình gọi là mình lưu cái này lại nếu mà chúng ta chạy thành công ấy thì nó sẽ uh, sẽ sinh ra câu lệnh là run react hello world with này đấy mình sẽ with hello world eric nhé thì mình sẽ có một cái combo như vậy thì đây thì mình sẽ gọi là dịch lại này xem nó có lỗi gì không này nó đang dịch này nó dịch thành công rồi này uh, để mình quay lại sang bên này xem nào react này Đấy, các bạn thấy là nó đã có Learn React with Hello World Eric này. Ở đây tại sao mà nó có dấu gạch chân này? Thì để mình inspect nó ra xem nào. À, bởi vì là mình đang nhúng nó trong một cái thẻ A. Đây các bạn thể thấy là nó đang có một cái thẻ A nó bọc đây đúng không? Thì mình sẽ đổi cái này thành google.com chẳng hạn thì nó sẽ khác hẳn luôn. Đây mình sẽ tách riêng ra này. Thì mình sẽ viết ở đây. Mình sẽ tách riêng ra. Các bạn sẽ thấy là nó ở dưới cái dòng này thôi. Nó sẽ dịch lại chúng ta. Đấy, with hello Eric này thì như vậy là mình đã tạo xong một cái component đối với thằng React thì ở đây nhé các bạn hình dung ấy thì chúng ta sẽ return lại HTML như thế này một component nó sẽ trả ra như thế này chúng ta không giống như là chúng ta dùng Angular là các bạn sẽ viết các bạn sẽ viết cú pháp ví dụ là các viết các bạn sẽ viết là h1 này sau đó các bạn sẽ thêm một cái ví dụ engine show chẳng hạn bằng cái gì gì đấy bằng cái gì gì đấy chúng ta sẽ viết vào đây đối với thằng React chúng ta không làm vậy chúng ta sẽ dùng JavaScript thì uh, JavaScript như thế nào ví dụ nhé mình sẽ gọi là hôm, từ buổi hôm sau ấy mình giới thiệu cho các bạn là state này state tức là vòng đời ấy, hay là kiểm tra kiểm soát trạng thái của một ứng dụng thì chúng ta sẽ dùng dùng state chúng ta sẽ dùng prop tức là property ấy, tức là các thuộc tính để truyền các gọi là các thuộc tính từ cha sang con từ con sang cha thì chúng ta sẽ dùng kiểu này thì ở các video tiếp theo thì mình giới thiệu cho các bạn như vậy thì chúng ta import component à cái này import size này cái này import react chứ nhỉ chúng ta import thừa cái này mình sẽ xóa cái này đi đấy như thế này là chính xác này thì chúng ta sẽ Ctrl S chẳng hạn này thì nó sẽ gọi là nó sẽ dịch lại cho chúng ta này đấy các bạn thấy là nó không báo lỗi gì nữa thì như vậy là với chuẩn một cái component thì chúng ta đã tạo thành công một cái component đối với thằng React thì GSX tức là các bạn sẽ viết một cái một component đấy bao giờ nó các bạn muốn nó muốn render một cái gì hay là nó muốn tạo ra màn hình một cái gì thì các bạn phải bắt buộc phải dùng hàm render à còn một cái nữa là các bạn lưu ý cho mình nhé thì ví dụ các bạn viết như thế này này một component bao giờ là nó cũng gọi là nó sẽ return một cái khối thống nhất các bạn dùng như thế này chính xác các bạn dùng như mình đây nó chính xác này tuy nhiên nếu mà các bạn double cái này lên nó sẽ không chính xác bởi vì là nó sẽ báo lỗi liền bởi vì là bao giờ các bạn return ấy bao giờ các bạn phải return một khối ví dụ như các bạn phải bọc bọn này vào một cái đít một cái dip chẳng hạn nhé mình sẽ xóa cái này đi mình sẽ bọc thằng dip xuống đây thì là nó hình dung là các bạn chỉ return về một khối thôi nên nó không báo lỗi có một cách đơn giản hơn là chúng ta dùng gọi là một khái niệm là các bạn có thể xuất thằng react ấy, nó có một cái khái niệm là fragment fragment tức là mảnh vỡ mảnh vỡ các bạn hình dung như là một cái gương ấy thì nó bị vỡ thì nó sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh thì cái này gọi là fragment các bạn thêm từ react nữa thì nó sẽ có một cái topic về cái thằng fragment này đấy nó sẽ như thế này cho các bạn này nó sẽ có một thằng bọc thì thay vì chúng ta dùng cái từ là react chấm fragment đấy chúng ta sẽ dùng gọi là short form của nó tức là dạng ngắn hơn thì các bạn chỉ cần dùng như thế này thôi các bạn không có đây các bạn chỉ hình dung như một cái thẻ mới của html chúng ta không có thuộc tính bên trong thì đây gọi là fragment nếu mình chạy lại nhé nó không hề báo lỗi gì hết chúng ta vẫn chạy có bình thường nó sẽ in ra hai cái dòng with eric này nó sẽ in ra hai dòng thôi thì ở đây thì tiện thể mình sẽ nói thêm mình nói sơ qua về fragment bạn nào muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu về cái này nhé thì chúng ta dùng khá chi là tiện thì đây là mình dùng cấu cấu trúc của thằng fragment tức là cấu trúc của mảnh vỡ ấy, thì mình dùng như thế này một cái tiếp theo nhé mình sẽ giới thiệu luôn trong video này đó chính là các bạn cách cả các bạn mà dùng gọi là chúng ta sử sử dụng sự kiện click trên thằng react thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì các bạn hình dung là nếu mà bởi vì như mình mình đã học qua angular rồi mình cũng học qua view rồi thì mình sẽ gọi là có những cái là engine click sau đấy mình sẽ viết function vào đây nó sẽ chạy cho mình nhưng mà đối với thằng react ấy, thì chúng ta không có engine hay chúng ta không có vi click hay cái gì hết ở đây mà chúng ta sẽ bắt luôn sự kiện ở đây chúng ta sẽ bắt sự kiện là on click thì sự kiện on click này nếu mà các bạn các bạn phải dùng cái dấu ngoặc đơn này này để chúng ta viết cú pháp của thằng react vào đây thì đây nhá, ví dụ mình viết một cái function là một cái function nhé mình sẽ viết như thế này. Function này name param nhé, ví dụ là call me này. Đấy gọi mình mình viết là function đây thì nó sẽ không không cho thì mình sẽ xóa cái chữ function đi. Thì trong thằng class đấy chúng ta không cần phải viết từ function viết trước đâu. Ví dụ mình viết call me thôi và trong này mình chỉ đơn giản là alert này click me nhé tức là mình muốn hiện một cái alert click me thì đây nhé nếu mà các bạn dùng cú pháp như thế này z. call me chẳng hạn nhé. đấy, thì các bạn nghĩ nó có chạy không? thì đối với thằng uh, angular hay thằng uh, hay thằng vue đấy, thì các bạn dùng cú pháp này nó sẽ chạy cho các bạn là tức là on click các bạn sẽ gọi đến hàm call me thôi. mình sẽ click vào đây, đây mình sẽ thêm một chữ click me nhé, click này, click me này, đấy mình sẽ lưu lại nhé để mình chạy này. thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ khác với thằng uh, angular. đây nó đang bị lỗi này, mình sẽ reload lại này. này đấy các bạn thấy là mình chưa click mà nó đã chạy rồi, để mình uh, reload lại cái page này nhé, mình chưa click mà nó đã chạy với cái sự kiện này rồi, h1 on click uh, on click this me, lúc nào nó cũng chạy cái sự kiện uh, on click à, cái này để mình uh, xem lại xem nào, common on click này, thì mình sẽ search đây thôi, react.js này, react on click này nó có hỗ trợ hết uh, sự kiện của chúng ta mà. On click tại sao mà mình uh, cái của mình đang bị mất mạng nhỉ? Mình chờ mình một chút để sửa cái này. Bởi vì là khi chúng ta sử dụng có khi là thằng React này phiên bản mới nó đã hỗ trợ rồi, còn như mình ấy thì mình hay dùng cái thằng Error function để uh, gọi là nó lúc nào nó ăn cái sự kiện on click cho chúng ta. Chứ nếu như chúng ta nếu mà đúng ra ấy thì cái sự kiện on click này của chúng ta nó sẽ không được ăn đâu này. Bằng một function this cấm call me À, thế mình xóa kiểu này như thế nào? This call me, mình không truyền vào tham số. Nó vẫn hiểu nhỉ? Hơi vô lý nhỉ? Handle event này nó có một cái topic như thế này. Đấy, à mình gõ sai à on click này. In React ấy thì chúng ta sẽ dùng đúng như thế này đây, mình đã có hướng dẫn các bạn này, mình sẽ copy luôn cái này vào. Đấy, có thể là cái thẻ H1 đấy. H1 là mình dùng cái on click nó hơi sai, mình sẽ dùng một cái button. Đây, item này, mình sẽ copy on click xuống call me nhé mình sẽ copy như thế này, đấy, rồi mình sẽ xóa thằng này đi nhé, mình sẽ cho nó chạy lại nào, xem có sự khác biệt gì không nhé, mình à, à đây mình phải this. comi nó mới hiểu được, đấy, this tức là cái component này, mình dùng từ từ khóa this thôi, thì ở đây mình sẽ quay lại cái thằng uh, thằng này nhé, mình sẽ tắt hai cái này đi, mình sẽ đây, mình sẽ đây, Ờ à, thằng react phiên bản mới ở đây, các bạn có thể thấy là mình khi mình lốt vào ấy khi mình lốt vào thì nó chạy tự sự on click trong khi mình click thì nó lại không ăn đấy có một cái điểm khá chi là buồn cười ở đây thì làm sao để cho nó hiểu đúng được nếu như mình thay bằng cái này nhá mình sẽ sử dụng cú pháp như thế này này như thế này đấy mình sẽ chuyển qua thành error function error function tức là mình viết như thế này với đầy đủ này mình dùng short form đấy để mình uh, viết ra nhé để mình uh, enter cái này xuống cho các bạn dễ hình dung này tức là on click ấy trong cái hàm onClick chúng ta sẽ sử dụng một cái error function ở đây thì mình sẽ chạy lại xem có gì khác biệt không nhé lúc nào nó vẫn dễ call me à đấy các bạn thấy là nó không không bị lỗi như lúc nãy mà nếu mình click vào đây đấy như vậy là mới là điều chúng ta mong muốn là khi chúng ta click vào đây thì nó mới gọi là thực hiện được thì có một sự khác biệt khi chúng ta dùng thằng react ấy thì chúng ta chủ yếu dùng error function thôi thì nó sẽ không bị cái lỗi ngớ ngẩn như lúc nãy mình vừa làm cho các bạn xem thì để rõ hơn thì buổi hôm sau mình sẽ nói về một cái error function Cũng như là một số lưu ý khi các bạn học về thằng React này Thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích Đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.